Phật Pháp ứng dụng. Và giờ này thì với lòng kính ngưỡng đối với giáo pháp,
vì lòng ngưỡng mộ đối với một vị giảng sư trẻ của Ban Hòa Pháp Trung ương, chúng ta quan đường quan đĩa đã được phát hành và được biết đại đức giảng sư Thích Phú Tiến là giảng sư đoàn của Ban Hòa Pháp Trung ương đã có tâm huyết với sự nghiệp Hòa Pháp. Và hôm nay trước mặt của các vị giảng sư đại đức Thích Phú Tiến đã có tâm và trực tiếp trao truyền giải pháp đến toàn thể năm đời Phật tử chúng ta. Và vào giờ này để thời pháp được bắt đầu, chúng con xin cùng thầy đại đức giảng sư và toàn thể năm đời Phật tử đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hỡi những người con hiếu thảo, hỡi những người có trái tim yêu thương mẹ, xin dành một phút mặc niệm lắng lòng hướng về hai đấng sanh thành, nghĩ đến công ơn mang nặng đẻ đau của mẹ và nghĩ đến sự cực khổ nuôi dưỡng của cha. Xin toàn thể quý vị dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua, kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái không khí u lan vẫn còn âm vang trong cõi lòng của mỗi người con Phật, những người con hiếu thảo của chúng ta, trước khi vào đề tài hôm nay, chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã có nhờ ý mời chúng tôi và sự dành tình cảm của toàn thể quý Phật tử cho chúng tôi khi xuất hiện nơi này. Trước khi chúng tôi đi vào đề tài, chúng tôi xin kể với các vị một cái câu chuyện. Một câu chuyện nó mang tính cách là một sự huyền thoại, nhưng nó nói lên cái tình cảm thiêng liêng giữa chúng ta và các đấng sanh thành. Câu chuyện được bắt đầu như thế này. Một ngày nọ, có một cậu bé chuẩn bị xuống trần gian để mà được sinh ra đời. Thì cậu bé mới đến trước Thượng Đế. Cậu bé mới thưa với Thượng Đế như thế này: thưa Thượng Đế, một ngày không xa nữa con sẽ xuống trần gian. Như vậy, khi trần gian là nơi có quá nhiều những người gian ác, những kẻ khổ đau, nhiều cái vấn đề mà hiếp đáp bất công, con là một trẻ thơ như vậy, khi con sinh xuống trần gian, ai là người có thể là dìu dắt hay là nâng đỡ bảo bọc con? Thì lúc đó Thượng Đế mới nói một câu rằng: ngày mai ta sẽ cử một vị thiên thần để đi xuống trần gian để bảo hộ con. Thì cậu bé hoang mang nữa, cậu bé nói rằng là ngôn ngữ của trần gian và ngôn ngữ của trời làm sao có thể là hiểu nhau được, làm sao có thể chia sẻ được, và làm sao con biết tiếp cận với những cái ngôn ngữ của trần gian. Thì lúc đó Thượng Đế mới nói câu rằng: ngươi yên tâm, vị thiên thần này sẽ làm nhiệm vụ trung gian để cho ngươi biết tất cả mọi ngôn ngữ của trần gian từ lúc ngươi mới chào đời, từ lúc ngươi chưa biết nói điều gì
và từ lúc ngươi chỉ biết cười, biết nhìn và có những cử chỉ của thở mới lọt lòng. Thì tiếp theo nữa, cậu bé mới nói rằng: nhưng mà trần gian còn nhiều điều quái ác lắm Thượng Đế à. Một mình con bé bỗng ngây thơ, con sinh ra rồi xuống dưới ai là người bảo bọc cho con để tránh được những cái phong ba, được những cái sự mà hiếp đáp của những người khác. Thì lúc đó Thượng Đế mới nói câu rằng là: ngươi yên tâm, vị thiên thần này sẽ bảo vệ ngươi, dầu đó là sức mạnh của ai, của một mãnh hổ, sức mạnh của một kẻ vũ phu, hay là bất cứ một sức mạnh của một kẻ cướp nào, vị thiên thần đều đứng ra để bảo vệ cho ngươi. Và chú cậu bé này nghe nôn nóng quá, và cậu bé nói với Thượng Đế rằng: như vậy Thượng Đế có thể cho con gặp ngay vị thiên thần mà tốt bụng ấy không? Thì Thượng Đế nói: rồi một ngày ngươi sẽ gặp. Lúc đó cậu bé mới nói: vậy cho con biết tên được vị thiên thần đó không? Thì lúc đó Thượng Đế đã cho cậu bé biết cái tên của vị thiên thần. Vậy trước khi tôi có một cái câu trả lời về cái tên, xin hỏi toàn thể đại chúng ở đây, đố các vị cho đơn được một cái tên chính xác của vị thiên thần. Hay quá, đại chúng hay quá. Các vị nghe qua các vị còn giỏi hơn tôi khi đọc cái câu chuyện này nữa. Tôi đọc câu chuyện này tới kết thúc tôi mới biết được cái người gọi tên đó là ai. Còn các vị vừa nghe tôi kể thoáng qua là các vị biết cái tên gọi đó là ai. Đúng thật đó các vị, cái vị thiên thần mà Thượng Đế muốn phán xuống để mà bảo hộ cậu bé này khi xuống trần có tên là mẹ. Và đề tài chúng tôi đến với các vị hôm nay đó là thiên thần của con. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, đề tài chúng tôi nói hôm nay nó liên quan chung đến cái việc về Vu Lan báo hiếu này. Có thể tôi dùng một cái danh từ nào đó nó khác, tấm lòng người mẹ hay là công đức sinh thành vân vân, nhưng tất cả những mỹ từ được dùng đó nó cũng đều chỉ chung quanh về cái ý nghĩa Vu Lan báo hiếu này. Và cái đề tài thiên thần của con cũng không ngoài ý nghĩa đó. Xin thưa với các vị, mẹ là đề tài muôn thuở của chúng ta. Có một bài thơ như thế này: dẫu trăm năm nữa, nghìn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, ngàn đời tình mẹ vẫn thiêng liêng. Thật sự tấm lòng của mẹ trong ta luôn luôn lúc nào cũng bất tiệt. Nó là một cái ký ức muôn đời không thể phai. Dẫu mẹ cha có ra đi nghìn nơi, có ra đi muôn năm đi nữa, thì trong lòng của các người con hiếu thảo vẫn không bao giờ nguôi được tấm tình thiêng liêng này. Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi nói đến mẹ không có nghĩa là tình cảm thiêng liêng này chỉ dành cho mẹ, mà nó dành cho cả hai đấng sanh thành như một phút mặc niệm tôi đã giới thiệu rồi. Nhưng vì cái đề tài nỗi lòng người cha tôi đã nói hộ cho các ông rồi, cho nên hôm nay tôi nói đến vấn đề của người mẹ. Xin các ông, những người đã làm cha, thông cảm. Đừng nói là ngày Vu Lan đến tôi rất buồn, bởi vì đi đâu cũng nghe nó nhắc đến mẹ nó không à, còn bỏ quên tôi. Thật ra tôi đã nói hộ cho các vị nam nhi của chúng ta rồi, cho các ông rồi. Tôi nói một cách chân thành và đầy đủ trong đề tài là nỗi lòng người cha. Và hôm nay cho tôi xin được nghiêng về cái nỗi lòng của người mẹ với đề tài là thiên thần của con. Xin thưa với các vị, hiếu thảo nó chỉ có giá trị đối với những người có tâm hồn yêu thương mẹ cha, có tâm hồn biết quý kính cha mẹ, có tâm hồn hiếu đạo. Và hiếu thảo này nó sẽ không có một giá trị và một từ ngữ trống hơ đối những ai chưa biết cảm nhận về tình cảm thiêng liêng của cha mẹ. Có đúng không ạ?
Nhưng mà loài người của chúng ta, con người của chúng ta may mắn thay, sự cảm nhận này chiếm một phần đa, và cái người không cảm nhận chỉ là một số ít, rất ít trong xã hội. Vì vậy luân lý đạo đức chúng ta được duy trì, có phải không? Vì vậy xin thưa với các vị, để cảm nhận được điều này, tôi gợi ý cho các vị một ý niệm. Chúng ta còn có đôi mắt sáng, chúng ta còn có một đôi tai để làm việc, chúng ta còn có một đôi chân để đi đó đi đây. Như vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến là cái giá trị của đôi mắt, giá trị của đôi tai và giá trị của đôi chân không ạ? À? Có không? Lúc chúng ta đi được, chúng ta nghĩ là mình sẽ đi hàng trăm cây số, hay là mình sẽ có những cuộc đua, hay là mình sẽ làm một cái công ăn việc làm nào đó. Lúc chúng ta còn đôi mắt sáng, chúng ta nghĩ chúng ta tìm tòi tất cả mọi sở thích, nó nghiêng qua cái giác quan của con mắt. Lúc chúng ta còn cái đôi tai làm việc được, chúng ta nghĩ đến công việc, nhưng mà không khi nào hoặc là hiếm khi nào mình nghĩ được đôi mắt giúp mình cái gì, đôi tai giúp mình cái gì và đôi chân giúp mình cái gì. Có phải vậy không ạ? À? Như vậy khi mà các vị gặp một người đuôi, tức là một người do biến cố của cuộc đời mà trở nên không thấy đường, hay là các vị gặp một cái người mà bẩm sinh là không thấy đường, các vị hỏi rằng: này anh, này chị, hay là này em, trong cuộc đời em, anh hay chị, ước mơ lớn nhất của các vị là gì? Người ta sẽ nói cho các vị nghe. Người ta ước mơ lớn nhất là cái gì? À, đó là được sáng mắt, được thấy đường, nửa con thôi. Có phải vậy không? Tôi ước mơ làm sao tôi được nửa con mắt để thấy đường, để tôi thấy được đây là đèn cầy vàng, đây là hoa lan màu tím, đây là hoa lan màu vàng, đây là tượng Phật, đây là mọi người thân yêu của chúng ta. Có phải vậy không? Nhưng một ước mơ nho nhỏ, nhưng mà không bao giờ có được. Nhưng mà các vị có đôi mắt, các vị có nghĩ rằng đôi mắt này nó có thể giúp được hạnh phúc cuộc đời các vị không? Nó giống như một bài hát mà đôi mắt tình yêu là đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn không? Có không? Chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến cái giá trị của đôi mắt khi chúng ta còn thấy đường, đúng không ạ? À? Cũng thế, đôi tai cũng vậy. Chúng ta còn có một đôi tai này, chúng ta biết chăm sóc, ít nhất là chúng ta chăm sóc được cho bản thân mình. Rồi đôi tai này sẽ chăm sóc cho được người thân yêu của chúng ta. Người thân yêu đó là cha, là mẹ, là con, là em, là những người đau khổ khác. Nhưng mà không bao giờ chúng ta nghĩ đến cái giá trị của đôi tai. Nhưng một khi nào chúng ta bệnh tật, hoặc một tai biến, hoặc là bẩm sinh trong cuộc đời, chúng ta không có đôi tai, hoặc là đôi tai chúng ta không còn hoạt động nữa được, thì lúc đó các vị mới thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được giá trị của đôi tai, có đúng không ạ? Tôi dẫn nhập từ từ, rồi đôi chân cũng thế, và tất cả điều khác. Để tôi muốn nói gì? Khi còn có mẹ bên cạnh, chúng ta ít khi nào thấy được giá trị của mẹ, mà chúng ta chỉ thấy được giá trị khi người mẹ chúng ta qua đời. Sao để điều đáng tiếc xảy ra như vậy các vị? Phần lớn tất cả chúng ta, không phải là trong cõi lòng của chúng ta không biết yêu thương mẹ, không phải trong cõi lòng của chúng ta không có mẹ. Thâm tâm của chúng ta là sự sinh ra và lớn lên từ mẹ, cho nên tất cả những hình hài của chúng ta là đều có mẹ trong lòng. Hình hài con khi còn là hạt bụi lớn lên dần qua tim mẹ yêu thương. 14 câu đó là vậy: đôi vai mẹ một gánh đầy huyền thoại, tình yêu thương hào phóng đến vô cùng. Hình hài con khi còn là hạt bụi lớn lên dần qua tim mẹ bao dung. Cho nên các vị biết trong thâm tâm, từ trong máu huyết này là mẹ đầy đủ. Nhưng mà vì sao vậy? Vì cuộc đời bên ngoài chúng ta còn đang lao lung, chúng ta còn nghĩ sự nghiệp, và chúng ta nghĩ là mẹ có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa sống cạnh ta, và một lúc nào đó chúng ta sẽ quay về. Nhưng xin thưa với các vị, điều đó có một người mẹ nào hứa hẹn với các con là mẹ sẽ đợi con 20 năm, 30 năm, 40 năm, hay đợi các con khi thành danh hay là thành sự nghiệp không? Có không? Vậy đó mà tất cả chúng ta hôm nay nói được, mà đôi khi chúng ta quên điều đó đó các vị.
Vì vậy chúng tôi hôm nay muốn nói đến các vị, mùa Vu Lan là cái dịp để gợi lên lòng hiếu thảo, để dịp nối kết đi sưởi ấm, làm ấm lại cái mối tình thiêng liêng mà chúng ta đã lạnh lùng qua bao năm tháng, do chúng ta đi học hành, chúng ta đi xa, công ăn việc làm, có những người nơi này nơi khác chưa có cơ hội. Và Vu Lan về là cơ hội đó đó các vị. Trung ơn ngày vọng hội Vu Lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón Vu Lan. Chúng ta đón Vu Lan không có nghĩa là tôi là người đạo Phật tôi mới đón Vu Lan. Vu Lan không mang cái nghĩa giới hạn như vậy. Vu Lan mang nghĩa không biên giới. Vu Lan đến với tất cả những ai được sinh ra từ nguyên tắc căn bản là cha và mẹ. Tất cả mọi người chúng ta đều đón Vu Lan được cả các vị. Cho nên Vu Lan được xuất phát từ trong đạo Phật thật đó. Đó là một cái tích truyện từ cái sự khởi thủy ngày một kiền liên, vì cứu mẹ mà hy sinh tất cả mọi thứ để cứu mẹ ra khỏi địa ngục khổ đau. Và sự tích đó trở thành muôn đời bất tiệt với người con của chúng ta, mà bốn câu thơ tán dương rằng gương hiếu thảo muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây, nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đông đầy. Tức là những cái mối tình cảm thiêng liêng và giá trị của con người chúng ta có giá trị từ đó. Cho nên tất cả các vị, Vu Lan là cơ hội để chúng ta đến chùa, chúng ta trở về nhà, chúng ta nhìn lại gương mặt thân yêu, nhìn lại một gương mặt mà chúng ta tạm thời quên theo năm tháng của cuộc đời. Thật sự với các vị, chúng ta có những cơ hội đó, chúng ta mới thấy rằng lòng mình rộn rã lên một tình cảm thiêng liêng, và mình mới hạnh phúc khi nghĩ về mẹ. Cho nên Song Nguyên có nói là nghĩ về mẹ, đời luôn tươi sắc nắng, hoa trong vườn, không gió cũng xôn xao. Có vậy không? Các vị có một phút nào các vị trầm mình suy nghĩ về mẹ, hình dung một cái cách nào đó về đấng sanh thành, các vị thấy tim mình có rộn rã một cái tiếng đập, một tiếng gọi thân yêu từ ngàn xưa vọng về không? Có không? Có, đưa tay lên coi được mấy người. Tôi nghĩ rằng điều này khi tim các vị ngừng đập mới không có chuyện này xảy ra, đúng không ạ? Như vậy tất cả tim chúng ta còn đập, điều này còn xảy ra, xảy ra đến mãi mãi cuối cuộc đời. Và các vị biết cái giá trị của Vu Lan của chúng ta. Ở đây chúng ta là lễ Vu Lan, sao nó là cái gì báo hiếu? Ngày báo hiếu hay mùa báo hiếu? Mùa báo hiếu. Các vị thấy được ý thâm thí gì từ chỗ này? Ai nói được? Chúng ta biết rằng phương Tây họ không có một cái diễm phúc đặc thù như người phương Đông của chúng ta. Người phương Tây chỉ có là Mother Day, tức là ngày của mẹ thôi, tức là cái ngày vào cái tuần thứ hai của tháng thứ năm là cái ngày đó dành cho mẹ. Có một ngày à các vị, 360 ngày chỉ có một ngày đó dành cho mẹ. Nhưng mà diễm phúc của con người Đông Phương chúng ta không phải là một ngày, mà nó mang chữ gì? Mùa. Mùa là bao nhiêu? Tôi thấy giờ ví dụ mùa sầu riêng các vị có định được bao nhiêu ngày không? Tôi thấy chợ bán quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng có sầu riêng, có đúng vậy không à? Như vậy chúng ta mang giá trị mùa để chỉ rằng cái hạnh phúc chúng ta dài lắm. Cho nên chứ ta không phải Mother Day, mà chúng ta có thể là Mother Season, có nghĩa là mùa của mẹ, đúng không? Chúng ta dùng cái chữ là mùa luôn. Vì vậy ở đây chúng ta thấy được để nói lên rằng cái ngày tháng chúng ta tận hưởng được hạnh phúc dài lâu hơn người Tây Phương của chúng ta. Vì truyền thống đạo đức Đông Phương có từ trước và mạnh mẽ và thiêng liêng hơn người Tây Phương ở điểm này. Vì vậy những người cao tuổi thích sống ở Việt Nam hơn là sống ở ngoại quốc. Các vị thử coi người thân ở ngoại quốc, các vị hỏi coi sau khi mẹ chết, ha, mẹ già, mẹ muốn ở đâu? Các vị sẽ nghe câu trả lời từ trái tim.
Có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta được diễm phúc là mùa. Vì vậy cái chữ mùa nó có giá trị là chúng ta được tận hưởng một hạnh phúc của người mẹ dài lâu. Cho nên các vị phải biết trân trọng chỗ này. Xin thưa với các vị, khi nói đến công ơn của cha mẹ, chúng ta nói đến điều gì? Làm sao cái điều gì để gợi được trong cảm giác và ký ức một con người về một tình cảm lớn nhất mà chúng ta dành cho cha và mẹ? Cái gì? Sanh thành dưỡng dục. Cũng đúng đó, nhưng mà nó bao hàm quá. Chính xác hơn, cô đọng hơn. Các vị, thật ra câu sanh thành dưỡng dục đã nói lên hàm cái ý của cha và mẹ trọn vẹn rồi. Nhưng tôi muốn nói chính xác hơn, để nghĩ đến cái đấng sinh thành mà mẹ đó mà chúng ta muốn nói, đó là cái điểm mấu chốt là mang nặng đẻ đau. Đây là cái điểm mà chính xác luôn của những người con. Nhưng mà xin thưa các vị, ở trong đây có những người chưa bao giờ biết sinh con, làm sao cảm nhận được điều đó? Và có những người suốt đời như một thiên chức làm cha thì làm sao cảm nhận được điều đó? Và có những cháu bé được chào đời thì điều đó đã trôi qua rồi, làm sao cảm nhận được điều đó? Ai ở đây cảm nhận được điều đó? Tôi nghĩ chỉ khi làm mẹ mới cảm nhận được mà thôi. Nhưng mà cảm nhận được thì lúc đó chưa chắc gì mẹ mình còn để mà cảm nhận được cái tấm lòng của mình đối dành cho mẹ nữa. Nhưng tôi cho các vị một cái điển hình mà chính tôi cảm nhận. Các vị đừng nói thầy làm sao cảm nhận được. Chắc là các vị nghĩ là ở đây các vị cảm nhận hay hơn tôi. Xin thưa thật, các vị cảm nhận hay hơn tôi đồng tình. Nhưng mà chỉ có một điểm mà tôi muốn nói ở đây. Tôi cảm nhận không mang tính cách là thực tế tôi mang, mà tôi cảm nhận mang tính cách mối liên hệ mà thôi. Để cảm nhận được mối liên hệ này, tôi có nói những gì mà nó không được chính xác lắm thì các vị đừng cười tôi nhé. Các vị cũng vẫn biết tôi là ai mà không thể cười như thế được, đúng không ạ? Thì tôi cho các vị một cách thực tế về bản thân của tôi. Thật ra tôi cũng không cảm nhận được điều này nữa. Kinh sách dạy tôi phải nghĩ đến công ơn mang nặng đẻ đau của cha mẹ thì mình phải làm. Nhưng mà cảm nhận thì không cảm được. Thì có cái cảm về một ngày đó tôi chắc là tôi hơi tham ăn một chút. Bữa đó ăn ngon cho nên tham ăn một chút, cho nên tôi ăn sao no đến độ mà khi no quá mình bị cái gì đó. Bị cái gì? No quá rồi nó bị cái gì? Sắp hông, đúng rồi. Cái gì? Tức bụng sắp hông á. Thì khi mà tôi ăn no đến độ mà tôi bị phát ách đi, tôi đứng lên tôi đi không nổi các vị. Thật sự tật xấu mà kể ra nhiều người nghe. Thì khi đó đó tôi mới khó chịu quá, tôi mới đi vòng vòng. Mọi huynh đệ mới nói là nên đi vòng vòng thoa cái bụng đi, rồi một chút nó xuống cơm á, rồi mình cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng xin thưa thật với các vị, tôi đi vòng vòng chừng 15-20 phút mà sao tôi cũng thấy nó khó chịu. Mà cái khó chịu này tôi thấy là dường như tôi không cảm thấy là cái gì khó chịu hơn lúc đó cả. Cho nên tôi mới đi xin thuốc dễ tiêu á, uống vô cho nó xuống nhanh một chút. Sau cái cơn phát ách của tôi rồi, tôi mới nằm tôi suy nghĩ. Tôi tự nhiên tôi nói trời ơi, mình chỉ ăn cơm no, cái bụng mình chưa có thay đổi hình dáng nhiều mà sao mình khó chịu, mệt mỏi và vất vả như thế này. Tôi mới nghĩ đến những người mà đang mang thai con á các vị. Tự nhiên lúc đó tôi suy nghĩ, tôi nói chắc những người này mệt nhọc và đau đớn lắm. Và một điều là tôi nghĩ, tôi có ăn no, tôi phát ách, tôi đau cỡ mấy thì nửa tiếng, một giờ tôi cũng hết. Có phải vậy không? Nửa tiếng, một giờ sau tôi cũng hết được cái nặng, cái đau này. Nhưng mà những người mang thai con, có phải là một giờ, hai giờ đồng hồ sau các vị hết không? Bao lâu? Nói chung là khoảng 9 tháng 10 ngày đi, cho khoảng trong vòng 10 tháng. Như vậy các vị á, cái người làm mẹ nó khác với cái tôi đau bụng ở chỗ là các vị có khi nào nói là tôi mang mày mệt quá mẹ, để tao tháo ra tao để một bên tao đi cho thoải mái một chút thì hồi tao đeo lại, có không? Không có chuyện đó phải không? Hay là nói thôi bây giờ con à,
Mẹ tháo cất vô tủ một chút, mẹ đi nấu cơm, nấu nước, lo giặt giũ mọi thứ, công việc gia đình, cho cha con rồi về, cho này kia kia nọ, được không? Không thể điều đó xảy ra các vị. Như vậy, chúng ta làm công việc nặng nhọc, có đeo mang bên mình cái đó không? Tôi nói cái đó các vị biết cái gì không? Tôi không biết dùng từ gì cho nó thích hợp hơn, tôi nói cái đó. Có thể là các vị đang đi trên xe cộ mệt mỏi, các vị đi đường xa, các vị có thể là bỏ ra một bên để chúng ta đi dễ hơn được không? Không thể. Như vậy lúc đi, lúc đứng, lúc ngủ, lúc nằm, lúc ăn, lúc làm việc, tất cả mọi thứ đều đeo mang cái cục vàng sắp ra đời của mình đó bên mình. Có phải vậy không ạ? Khao khổ cách mấy của cục vàng của tôi. Có nói này cái cục phân bên đường không? Không có đâu. Có nhiều bà mẹ đau lắm nhưng vẫn nói con ngoan ơi, con ngoan à, mẹ đau lắm. Nhưng mà đâu có nói con mất nết đâu. Xin thưa với các vị, đó là một sự thật. Cho nên cảm nhận qua cái điều đó, tôi mới hình dung lại rằng cuộc đời làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng. Không có một sự sung sướng, nhưng vì tình cảm thiêng liêng mình dành cho các con, vì vậy các người mẹ phải chấp nhận những đau khổ để hy vọng một tương lai sinh ra một đứa con vuông tròn. Đây là điều khi các vị được lớn lên dần, các vị không hiểu rằng cái sự hy sinh của mẹ đối với chúng ta là bao lớn đâu các vị. Các vị làm mẹ thì đôi khi các vị hiểu được tấm lòng của mình đối với con, nhưng các vị làm con, các vị có hiểu được nỗi lòng của mẹ đối với mình không? Xin thưa với các vị, đó là một điều sự thật. Cho nên ở đây tôi không làm được điều đó, nhưng tôi liên tưởng được như thế đó các vị. Tôi liên tưởng được một sự thiêng liêng cao quý nhất trong cuộc đời về tình mẹ, và từ đó tôi cảm thấy yêu thương mẹ hơn, yêu thương một cách chính xác và chân thành hơn. Còn xưa kia đạo đức, lương lý bắt buộc một con người phải yêu thương mẹ, tôi buộc lòng phải yêu. Mặc dầu trong lòng mình cũng yêu vậy, nhưng mà thật sự mình cảm nhận chưa sâu sắc, chưa trọn vẹn các vị. Cho nên người ta mới nói rằng thức đêm mới biết gì, đêm dài cái gì nữa, nuôi con rồi sao nữa, mới biết công lao mẫu từ. Đúng thật đó các vị. Đây là một điều chúng ta cần nên chiêm nghiệm để hiểu. Tôi xin thưa với thật với các vị, trong một mỗi chuyện tôi làm cái tiêu đề dẫn nhập cho cái buổi nói chuyện với các vị, có một cái đoạn chót mà tôi nói rằng tất cả trong cuộc đời, khi đau khổ nhất, khi mọi thứ lấn hiếp mình nhất, ai là người bảo vệ cho ta? Đó là người mẹ. Đó là một vị thiên thần có tên là mẹ sẽ bảo vệ cho ta được yên lành. Và đây là mẫu chuyện thật mà tôi muốn kể cho các vị để thấy được rằng trái tim của người mẹ. Rồi các vị sẽ hình dung được rằng những tình cảm thiêng liêng của chúng ta đối với các chân thành nó lớn như thế nào. Một mẫu chuyện này xảy ra là dường như tại Mỹ. Đó là một bà mẹ trẻ có mang thai con, và trên một đoạn đường bà qua một cái ngôi nhà bên cạnh để cầu xin sự giúp đỡ cho cái ngày bà chuẩn bị sanh ra đời một đứa con. Thì trên đường bà đi chẳng may qua một cây cầu, và khi đến cây cầu đó không biết làm sao bà vấp phải và bà đã rơi xuống ở dưới chân cầu. Các vị thử tưởng tượng một người đang mang thai con sắp sinh mà rơi từ trên cầu xuống như thế thì nỗi đau đớn tới cỡ nào. Vì vậy bà biết rằng bà không còn đủ sức để bò lên được cây cầu này. Và trời ở bên ngoài thì se tắt lạnh của mùa đông tuyết rơi, và bà đã cảm thấy chột dạ và bà biết rằng bà phải sinh đứa con tại dưới chân cầu này. Không còn một cách lựa chọn thứ hai, bà sinh ra đời một đứa con dưới chân cầu. Sinh ra xong bà mới bắt đầu cởi đồ của bà ra, từ những áo lạnh, áo khoác, và từ từ bà cởi hết toàn bộ những gì bà mặc trên người
để bà quấn cho một đứa bé vừa được sinh ra. Bà trong lòng mong mỏi rằng bà có thể chết dưới cơn giá lạnh này, nhưng xin trời cao thương tình hãy cho một ai đó cứu giùm con bà được sống. Và vì vậy bà quấn đứa bé rất kỹ càng, và bà chỉ kéo được một cái vỏ xe bên cạnh bà đậy lên người. Nhưng giữa trời sương giá buốt, băng giá lạnh ấy, bà đã qua đời bên cạnh đứa con trong đêm đó. Sáng ra có một người hàng xóm đi ngang cây cầu, nghe được một tiếng kêu của một đứa bé. Sao tại sao ở lại đây nơi lạnh giá, nơi trống vắng, nhưng mà lại có một tiếng trẻ con khóc mới chào đời như vậy? Và lúc đó bà hàng xóm mới quay trở lại và nhìn quanh ở cây cầu. Cuối cùng bà nhìn thấy dưới dạ cầu một người phụ nữ lõa thân nằm bên cạnh một đứa bé được quấn đầy những cái tấm áo lông cừu, những cái mảnh vải tốt, những cái gì đó của bà có mang, quấn một cách trọn vẹn như vậy. Đứa bé vẫn còn hơi ấm và vẫn còn cử động một cách bình an. Như vậy khi chúng ta thấy rằng người mẹ lúc đó đã chết rồi, bà này đem đứa con về nuôi 12 năm. Đứa con biết mình là một đứa con nuôi chứ không phải là đứa con ruột. Cậu bé trai này cứ hỏi với mẹ rằng, hỏi mẹ nuôi á, mẹ ơi, mẹ hãy cho con biết mẹ của con ở đâu. Người mẹ luôn luôn lúc nào cũng muốn giấu kín một cái kỷ niệm đầy thương tâm này, không muốn cho một đứa trẻ phải tổn thương, một trái tim phải băng giá đau đớn trước một cái sự ra đi đáng tiếc, đáng đau thương như thế này. Thì lúc đó bà mẹ dần dừ lâu lắm, và với một sự nài nỉ của đứa con, cuối cùng bà mẹ nói rằng, ngày xưa mẹ con sinh ra và đã chết dưới dạ cầu vào một đêm ngày năm tháng đó đó, mẹ lụm được con ở nơi đó, và người mẹ con trong một hoàn cảnh như thế như thế. Cậu trai nghe rồi khóc nức nở và xin mẹ rằng, ngày kỷ niệm tới đây của mẹ con, xin mẹ hãy chở cho con đến nghĩa địa mà nơi đã chôn mồ của mẹ. Lúc đó cậu con trai theo người mẹ đi đến nơi nghĩa địa và bảo người mẹ nuôi rằng, mẹ hãy đợi con ngoài xe đi để con vào thăm mẹ con một chút. Thì lúc đó cậu trai này mới đi thẳng một mạch vào trước ngôi mộ của mẹ mình. Cũng trong mùa đông giá rét năm xưa và năm nay, cái người trần trụi không phải là người mẹ hiền ngày ấy mà là cậu bé này. Cậu bé bắt đầu cởi từng mảnh áo trên người ra, cậu bé đắp lên với ngôi mộ của mẹ, cởi từ chiếc quần ra tất cả những gì trên người cậu, từ từ cậu lột ra hết trơn và đắp lên mộ mẹ. Người mẹ nuôi cảm thấy kinh hoàng trước trời giá lạnh mà cậu bé này làm như thế. Và lúc đó cậu bé quỳ dưới mộ mẹ, cậu bé thưa rằng, mẹ ơi, ngày này năm ấy mẹ lạnh hơn con nhiều. Và cậu bé khóc nức nở trước cái ngôi mộ của mẹ. Như vậy thì khi các vị thấy rằng một hành động nó được xảy ra, nó sẽ làm cho thương tâm của chúng ta. Và chúng ta biết rằng nếu kỷ niệm này không được một ai nói lại, thì cậu bé suốt đời có biết được rằng mình sanh ra một cách huyền thoại như thế không? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta lớn lên, chúng ta ăn ngon mặc đẹp, chúng ta đi đón bạn đón bè, chúng ta hãnh diện với cuộc đời, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng núp sau lưng chúng ta là những con người đau khổ và hy sinh vì chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta một cách thầm lặng. Cha mẹ là chiếc bóng bên ta và đi theo ta như thế. Cuộc đời có hất hủi, có bỏ ta, có gạt gẫm ta, có làm chúng ta đau khổ, nhưng đối với người mẹ điều đó có khi nào xảy ra không các vị? Không bao giờ điều đó xảy ra với chúng ta. Cho nên các vị mới thấy được rằng một cái sự thiêng liêng và cao quý đó là cái sự sinh thành của cha mẹ chúng ta. Tôi muốn nói đến công ơn sinh thành dưỡng dục nó lớn mà chúng ta không cảm nhận được. Chúng ta chỉ liên tưởng được như vậy và chúng ta hình dung lại trong cuộc đời của mình. Có những người con hãnh diện với bạn bè,
Nhưng đâu biết rằng bên cạnh mình có những người mẹ đầu tắt mặt tối, làm tối ngày mò cua bắt ốc để cho mình được mặt đẹp mài ngày, để hãnh diện với mọi người xung quanh. Hình như điều này tôi có nói ở trong một cái bài giảng gọi là hóa giải mặc cảm đó. Tôi có giảng nói một cái đoạn trong cái bài giảng là chân dung của mẹ. Tôi có nói một đoạn, nếu ai xem cái đĩa này các vị sẽ nhớ lại đoạn đó. Như vậy, sự hy sinh của cha, của mẹ chúng ta được Đức Phật nói không sai một chút nào, có phải không? Mùa Vu Lan năm nay, ai là người đến chùa đã được đọc bài kinh Vu Lan báo hiếu? Đưa tay lên. Nhiều quá, nhiều thế. Tôi xin chúc mừng cho tất cả các vị. Đức Phật không phải là mẹ, nhưng Đức Phật dạy có chính xác không? Những người làm mẹ chính xác không? Cái câu chính xác nhất là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Điều này chính xác. Những người mẹ nào khi đứa con đái ướt, chăn ướt chiếu, những người mẹ có thể lao bên đó để nằm lại bên đó và đưa con về một nơi sạch. Không có người mẹ nào để tấm tả ướt mà cho con nằm hết á các vị. Chưa có người mẹ nào như thế. Dầu là cái điều đó mình lấy quần, lấy áo của mình lót cho nó cũng phải là khô. Hết tả rồi cũng phải lấy áo. Cho nên Kiên Giang có làm bài thơ, tôi thấy chỗ này rất là hay. Hơn nửa vòng thế kỷ đã qua, thuở con còn khóc tiếng tu oa, nằm bên gối mẹ trong mùn vá, khói bếp xông lên ấm mái nhà. Xé vạt áo may thêm tả lót, mùi thơm khai sánh tựa hương trầm. Bởi thân con mẹ quên thân mẹ, hết áo mẹ liền vội lấy khăn. Đây là một cái điều thiêng liêng, đây là một cái điều chính xác đó các vị. Tôi nghĩ rằng điều này chính xác mà chúng ta được những người khác nói là. Và các vị đã làm mẹ, các vị hình dung lại, chúng ta làm cho con chúng ta hôm nay thế nào thì ngày xưa mẹ chúng ta như thế. Nhưng mà có một điều khác, thời đại khoa học những người mẹ chăm sóc con còn đỡ cực hơn ngày xưa nhiều nữa các vị. Còn một điều này quan trọng hơn, cái thời đại khoa học, y học nó làm cho chúng ta có điều kiện chăm sóc con tốt. Nhưng mà trước khi sự phát triển về khoa học này, các vị nghĩ sao khi những bà mẹ chăm sóc một đứa con? Các vị nghĩ điều này. Cho nên trong kinh Báo Hiếu ghi tiếp một đoạn là: trọn 3 năm bú nương sữa mẹ, gọi gì nữa? Cái gì quên rồi? Thân gầy mòn nào nệ với con. Hai câu này thấm thía lắm các vị. 3 năm bú nương sữa mẹ thật ra là nói một thời gian dài. Chứ tôi thấy bây giờ dường như là có những người mẹ không biết nuôi con bằng sữa của mình. Cái này nó làm mất đi một thiên chức thiêng liêng về tính cách làm mẹ. Tôi muốn nói với những bà mẹ trẻ hôm nay, muốn con mình mang cả dòng máu của mình từ tim gan khối óc thì nên nuôi con bằng chính giọt sữa của mình. Đừng nên vì một chút vóc dáng của thời cuộc mà chúng ta làm mất đi một thiên chức cao khiết này. Mai này khi con lớn lên hỏi tại sao ngày xưa mẹ mình nuôi mình bằng sữa bò, bằng sữa hộp của một thời cao cấp nhất, thì cảm giác của một người làm con thế nào? Các vị tự hiểu chứ. Các vị nên để ý điểm này. Mà sữa là gì các vị? Sữa là máu của mỗi bà mẹ chúng ta đó. Chúng ta đừng nghĩ sữa như những giọt trắng như thế và chúng ta nghĩ đó là sữa nha. Có một cô Phật tử có kể cho tôi nghe điều này mà tôi mới biết sữa là máu từ mỗi bà mẹ mình tiết ra. Cô Phật tử cô nói là khi cậu sinh con đó, rồi lúc mà nó dư sữa nó làm cho cổ đau đó, cổ mới nặng ra một cái ly về cổ để ở một bên. Rồi cổ nghĩ là sữa dư này để lạnh đó, thì con không thể uống được. Vì vậy cổ để, cổ nghĩ là một hồi cổ rảnh cổ sẽ đem đổ đi. Nhưng rồi 1-2 tiếng cổ quên, cổ quay trở lại cổ cầm cái ly đem đổ. Lúc đó không phải là ly sữa các vị. Đố những người làm mẹ biết đó là ly gì? Một ly nước ở dưới là một ly nước trong leo lẻo, và chứng giữa động một cục máu như thế này. Như vậy tự nhiên tôi có một cái cảm giác rợn người.
Sữa là từ máu của mẹ mà chiết ra để nuôi con. Đây là mình mới thấy khủng khiếp được điều này. Tôi không làm mẹ nhưng mà tôi có một cái sự nghe và tìm hiểu qua vấn đề đó. Cho nên các vị biết rằng trong thân thể của chúng ta nếu được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, các vị sẽ có một cảm giác về mẹ cao hơn một người nuôi bằng sữa mà không phải của bản thân mình. Và tôi mong rằng những người làm mẹ thời nay nên để ý như vậy, để dễ dạy con cháu, để dễ đánh thức vào lương tâm của các con ở điểm này đó các vị. Các vị thông cảm cho chúng tôi ở một câu khuyên này. Có ai ở đây trách tôi lời khuyên này không? Đại chúng có ai trách tôi không? Nói chuyện của những người làm mẹ chứ đâu phải của thầy. Xin thưa với các vị, điều này tôi mang tính cách là xin các vị thông cảm và chia sẻ điều này của chúng tôi. Tôi không có một cái quyền, không có một cái gì để can thiệp vào chuyện này của những người có thiên chức làm mẹ. Nhưng tôi chỉ chia sẻ và trao đổi với các vị trong một cái tình cảm, trong một cái trái tim mà nhân mùa Vu Lan báo hiếu vậy thôi. Như vậy các vị thấy được cái tình của mẹ đối với chúng ta như thế nào? Lớn lao lắm. Vì vậy cho nên chúng ta mới thấy được kinh báo ân mới nói rằng dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di đến 100.000 kiếp cũng không trả hết ơn này. Bởi vì những ơn mà chúng ta thọ nó đã trôi qua rồi. Và những người làm mẹ không bao giờ biết đòi cái ơn của các con. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để đền trả. Cho nên suốt đời suốt kiếp không thể trả được cái ơn này. Có phải vậy không? Như vậy khi một người còn có mẹ là một điều diễm phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Hình như đây trong một cái bài hát nào đó tôi không nhớ. Nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Như vậy ở đây chúng ta không có một trái tim về tình cảm thiêng liêng. Ở đây người ta nói như không, không có nghĩa là chúng ta không còn hiện hữu, mà nói như không có nghĩa là chúng ta không có tình người đó các vị. Một tình cảm với mẹ mà không có được thì tình người chúng ta có chăng là giả dối. Có phải không? Các vị nào chơi với bạn để ý chỗ này. Nếu bạn mình nó có ga lăng với mình cách mấy để nó có thể lấy được tình cảm của mình, nhưng ga lăng này là từ sự đày đọa của những người làm cha làm mẹ, nó dòi nó dĩnh ép uổng thế này thế khác và không có sự hiếu thảo, thì chúng ta nên tránh bớt cái điều này đi để đỡ mang tai họa cho bản thân mình về sau đó. Chắc chắn rằng khi cha mẹ họ không có tình cảm chân thật thì tình cảm của chúng ta không bao giờ chân thật được đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đó, ở đây các vị để ý là khi chúng ta còn có mẹ là một điều diễm phúc nhất trên cuộc đời. Các vị nào ở đây ai còn có mẹ đâu? Chắc tôi nghĩ các vị còn nhiều lắm, nhiều người có mẹ lắm. Thành ra khi các vị có mẹ rồi phải biết nâng niu và biết giữ gìn. Hôm nay các vị có thể đi chùa, các vị nghe được bài giảng hay các vị học Vu Lan báo hiếu, các vị về nhìn kỹ mẹ hơn, sẽ về nhìn kỹ cha hơn, sẽ về để cảm nhận được, nằm đêm để suy nghĩ, để gợi lên một tình cảm và cái kỷ niệm nhất trong cuộc đời mà mình đã từng có với mẹ đó các vị. Các vị nên nhớ, ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, câu hát xa đưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo giữa trưa hè. Câu hát à ơi chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đời mẹ còn xem nhỏ, đưa cho ta từng trái bắp củ khoai. Ngày ấy ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Cái khóc đó không mang nghĩa thương tâm, cái khóc đó không mang nghĩa đau khổ, mà cái khóc sung sướng, cái khóc khi mình lớn lên rồi mình còn được mẹ mình xem như là một trẻ thơ ngày nào, được hạnh phúc trong vòng tay của mẹ ngày nào. Các vị đâu hiểu được những điều đó, các vị sẽ có một chút lắng lòng suy tư
các vị sẽ hiểu được điều này vô cùng quan trọng. Ai bảo trần gian không đẹp? Vì trần gian còn có những người mẹ, những người cha đẹp nhất trên cuộc đời này. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trần gian còn đẹp hơn chúng ta là chúng ta còn có mẹ. Ở đây các vị thấy được diễm phúc của những người còn cha còn mẹ. Và chúng ta thấy được rằng mình đã từng có những cái cư xử, những cái thế nào đối với sinh thần. Tôi xin thưa với các vị, tôi không phải là những người con bất hiếu, không phải tôi tự xưng, nhưng có những lúc tôi vô tình tôi cũng đã làm một sự đau khổ thầm lặng mà tôi ân hận trong cuộc đời của một người làm con. Thưa với các vị, chắc các vị không ngờ rằng những câu vô tình này mà thấy chua chát trong cõi lòng đâu. Lúc đó tôi chưa đi tu các vị. Một hôm tôi mới cầm một cái mẫu giấy có vài chữ thôi, khoảng 5-6 chữ gì đó. Nhưng xin thưa các vị, mẹ tôi là người dốt học, vì vậy không có biết đọc. Sau này nhiều lần rồi cũng đọc qua đọc lại chữ trúng chữ trật. Một 10 chữ thì chữ trúng được một mà trật hết 9 chữ rồi. Tôi biết rằng mẹ tôi điều đó. Nhưng một hôm tôi mới đùa với mẹ thôi. Tôi này tôi không cố ý, tôi muốn làm vui để cười chơi thôi. Tôi mới cầm một mẫu giấy tôi đưa cho mẹ. Tôi nói mẹ đọc giùm con cái mẫu giấy này coi là chữ gì. Khi đó mẹ tôi vừa cười vừa nói: mày hôm nay mày thử tao à. Rồi cái mẹ vừa cười vừa đọc. Mẹ đọc 3-4 chữ, 5-6 chữ mà trật hết trơn, còn có một chữ trúng mà các vị. Lúc đó tôi mới cười. Tôi cười ngã nghiêng ôm bụng như vậy. Nhưng sau cơn cười rồi tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi hối hận lên tột cõi lòng của mình. Tôi nói là mình đã vô tình làm xúc phạm đến cái điều này trong cõi lòng người mẹ. Người mẹ có thể hy sinh để dốt học, nhưng mà bằng đôi tay chai lì này, bằng sự cực khổ này mà nuôi cho mình ăn học để biết chữ để nên người. Sự hy sinh của mẹ để cho mình biết đọc chữ, để rồi khi mình biết đọc chữ mình cười lại những điều mẹ không biết được. Tự nhiên tôi thấy chua xót trong cõi lòng. Tôi cảm thấy mình hối hận một điều mà tôi nghĩ trong lòng suốt đời tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều này. Nhưng mà tôi cũng không bao giờ, tôi đủ can đảm để tôi đối trước mẹ là: con xin lỗi mẹ vì điều đó con đã xúc phạm. Tôi không nói được, nhưng cõi lòng tôi nguyện tôi không bao giờ lặp lại điều này. Và tất cả những việc khác tương tự như vậy tôi cố mà giữ đừng để điều này xảy ra. Xin thưa với các vị, có những cái chúng ta rất vô tình các vị. Đời làm con ai cũng có những giây phút này, có phải không ạ? Chúng ta không có cố ý lắm, nhưng mà rồi chúng ta đã vô tình làm đau thương thân mẹ, giẫm đạp lên nỗi khổ của mẹ mà chúng ta không có hay. Vì vậy đó là những cái sai lầm trong cuộc đời của tôi. Các vị biết trong cuộc đời làm mẹ của tôi, mẹ tôi khổ nhiều lắm. Cuộc sống mà nghèo đã làm cho mẹ khổ nhiều hơn. Tôi đã viết nhiều trong các cái bài báo của các báo giác ngộ, tôi có nói rồi. Tôi có viết những cái cảm giác của mình. Nhưng mà cái cảm giác mà tôi nhớ nhất về mẹ đó là mẹ tôi bị một trận ông đánh mà xém chết đó các vị. Trong thời gian 10-20 năm về trước, thật sự gia đình của tôi thì sống trong một cái hoàn cảnh khó khổ. Thì mẹ tôi bệnh rồi cũng chưa được khỏe lắm, nhưng mà nhìn các con nheo nhóc mẹ chạnh lòng. Cho nên cuối cùng mẹ đi ra ngoài giường để tìm một cái gì đó để bán được á, để mua đồ, mua gạo cho các con. Thì khi lúc đó đó, mẹ tôi mới đi ra giường mới nhìn những cái dừa cao ngút trời. Rồi mẹ tôi mới lấy cái móc vực dừa. Các vị ai đây hình dung được cái móc vực dừa không? Cái móc vực dừa nó như vậy nè, để những cái dừa cao người ta để vô cây tre tầm dông gì đó, ta thọt lên ta móc. Lưỡi hái cũng được, mà các cái gì mà giật được đó là ta làm. Thì mẹ tôi mới vừa đi giật dừa thì mới bảo tôi rằng là: con hãy vào nhà lấy cái dao ra đây cho mẹ dạt những cái dừa.
Còn tôi thì tôi nhỏ mà tôi thấy mẹ đưa cây móc dược dừa lên không có tới. Vì vậy mẹ mới leo một cái cây dâu gần đó đó các bạn. Mà trên cây dâu nó có tổ ong lùi dẻ, giò dẻ đó, mẹ tôi không có biết. Vì vậy tôi đi vào bên trong tôi lấy cái dao. Thì tôi đi rồi tôi mới quay trở ra thì chưa tới, tôi cũng hí hửng vậy thôi. Thì tôi nghe cái tiếng của cây dược dừa đó, nó ngã từ trên cao xuống đè các cái nhánh cây mà nó kêu sàn sàn. Tôi không biết là chuyện gì nhưng mà tôi chỉ nghe tiếng là chết mẹ rồi con ơi. Chỉ nghe vậy thôi và tôi mới chạy đến. Thì tôi thấy ong nó bu trên đầu mẹ tôi. Và trên cây thì không thể nào mà nhảy xuống được các vị. Mẹ tôi phải tuột từ từ xuống đất như vậy. Nhưng mà may mắn là tổ ong nó nhỏ vậy thôi, chứ phải nó lớn bằng cái này hay là cái này chắc là mẹ tôi chết rồi. Cho nên khi đó mẹ tôi tuột xuống rồi thì các vị biết ong nó còn bu bám trên đầu đó. Và mẹ tôi mới nói là con hãy chạy vào nhà đi. Và mẹ tôi chạy. Khi đó mẹ tôi đã bị chích hết 9 vít như vậy. Khi vào tới nhà rồi á, trên đầu mẹ tôi còn sót một con ong nó dính trong tóc. Tôi tức lắm cho nên tôi lụm nó ra. Tôi nhấn nó một cái là nó nát không còn cái gì cho các vị. Xin thưa với các vị, bây giờ tôi không biết tôi có đủ can đảm để tôi làm điều đó không, nhưng ngày xưa tôi đã làm điều đó. Và xin thưa các vị là mặt mày mẹ tôi đã sưng dù lắm. Chính vít mà chích như vậy không còn là cái mặt của mẹ tôi ngày nào nữa các vị. Và lúc đó các vị biết nằm dùi ở trên mấy ngày như vậy sốt lên. Và tôi nhớ đến là vì sự thiếu hụt của gia đình, mẹ tôi phải đi dược dừa để bán cho các con đó. Mà phải điều đó xảy ra, kỷ niệm này suốt đời không bao giờ quên được. Cho nên các vị mới thấy được rằng chúng ta thương mẹ, nhớ mẹ là nhớ từng kỷ niệm, chứ không phải nói thương mẹ, nhớ mẹ bằng một cái câu suông các vị. Cho nên tôi mới có cảm giác trong một cái bài mà công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đó. Mặc dù là bài học vỡ lòng cho những giới trẻ, nhưng tôi xin thưa rằng phải ở độ vị thành niên và trưởng thành mới cảm nhận được bài này. Những trẻ con đọc không hiểu được cái gì người ta muốn nói trong này đó. Chúng ta học thuộc lòng đọc 80 lần nhưng cảm giác không có khó các vị ạ. Các vị nên nhớ như vậy. Một cái bài rất đơn giản, nhưng mà đôi khi chúng ta có vợ, có con, chúng ta làm mẹ, làm cha, chúng ta mới hiểu được bài đó nói gì. Còn thuộc lòng chứ không hiểu, có phải vậy không? Tôi cũng vậy thôi các vị. Cho nên cái diễm phúc của những con người khi còn hạnh phúc có mẹ mà chúng ta không hiểu. Có những người tự nhiên cảm thấy là còn cha còn mẹ nó giống như một sự ràng buộc vậy đó. Mình không được tự do, mình không được thoải mái. Nhưng có phải vậy không các vị? Cha mẹ ràng buộc có phải là vì làm khó khổ cho ta không? Mà sợ ta rơi vào sai lầm này, sợ ta rơi vào thất bại kia mà phải ràng buộc chúng ta đó các vị. Chứ không mang tính cách là vì chúng ràng buộc để làm khó khổ mình đâu. Các vị phải hiểu điều này. Tôi thấy người làm con chúng ta mắc phải điểm này lớn lắm. Tôi xin kể cho các vị nghe một mẩu chuyện mà tôi được đọc từ một cuốn sách để gọi là Cửa Sổ Tâm Hồn. Cuốn sách này viết về một cây táo. Ngày xưa đó có một chú bé, lúc nào cũng bu quanh cây táo, chơi đùa với cây táo. Và một thời gian sau, tự nhiên chú bé vắng xa cây táo. Cây táo cảm thấy rất buồn và nhớ cậu bé này. Khi đó cậu bé đi một thời gian, quay trở lại với vẻ mặt thất vọng một điều gì đó. Và cây táo từ xa nhìn thấy cậu bé, cây táo mừng quá mới nói này: "Này cậu bé, hãy đến chơi với ta." Và cậu bé thất thiểu đến nói rằng: "Hôm nay con đã trở thành một người lớn. Con không thích chơi bên cây táo. Con chỉ muốn có những đồ chơi cho quanh mình. Đồ chơi này, đồ chơi nọ." Cây táo nói rằng: "Ta không có đồ chơi." "Nhưng mà này cậu bé à,
Cậu hãy hái tất cả những trái của ta để cậu bán, và cậu sẽ mua được đồ chơi cho cậu đó. Cậu bé mừng quá mới lên cây táo, mới hái tất cả những số trái mà trên cây táo đang mang. Và xong rồi cậu bé mới đem đi bán và mua đồ chơi cho mình. Và tiếp tục những ngày vắng xa cậu bé, cây táo đơn côi một mình và tiếp tục buồn bã và nhớ cậu bé. Rồi tiếp theo nữa, khi mà các vị biết rằng cậu bé đi một thời gian, khi cậu bé quay trở lại, cây táo đang buồn bã mà thấy cậu bé, hôm nay cậu bé là một chàng trai rồi các vị. Cây táo mừng quá mới nói rằng, hãy đến tơ chơi với ta đi. Và cậu bé mới nói rằng, hôm nay cháu không có thời giờ để chơi với bác nữa. Bây giờ cháu cần phải lo cho vợ cho con. Cháu cần phải có một ngôi nhà, cần phải có những gỗ cây để cất được ngôi nhà. Cây táo nói rằng, vậy ngươi hãy có thể chặt những cành nhánh của ta để về cất một ngôi nhà cho ngươi đi. Thì lúc đó cậu bé mừng quá và lấy dao chặt tất cả những cái cành nhánh của cây táo để về cất cho mình một ngôi nhà, và tiếp tục thời gian vắng xa với cây táo nữa. Và lúc đó cây táo trở thành cái gì? Trở thành một thân trơ trụi, có phải đúng không ạ? Không còn cành nhánh mà cũng không có cậu bé bên cạnh. Cây táo tiếp tục buồn bã và trông chờ. Một ngày tháng lâu xa, khi một cậu bé trở về, hôm nay đã trở thành một người già, tóc bạc. Và cây táo cũng vẫn nói rằng, này cậu bé, năm xưa hãy đến chơi với ta. Và cậu bé mới đến đó. Và cậu bé mới nói như thế này: hôm nay con không còn đủ sức để chơi nữa, không còn cái thời giờ để quanh quẩn cây táo nữa. Con đã mệt mỏi với cuộc sống lắm rồi. Bây giờ con chỉ cần muốn một chiếc thuyền nào đó để đi nơi xa, để tự thư giãn lấy trong cuộc đời của mình. Cây táo mới nói, à vậy thì được rồi, ta vẫn còn giá trị. Ngươi hãy đốn cái thân của ta, ngươi hãy đóng thành một chiếc thuyền, và ngươi lãng du các phương, rồi ngươi sẽ thấy lòng mình thanh thản. Hôm nay cậu bé đã là một người già đúng tuổi rồi. Cậu bé mừng quá và đốn cây táo và đóng thành một chiếc thuyền để vân du nơi xa. Thời gian đi chơi cũng mệt mỏi với cuộc sống rồi, cậu bé quay trở lại. Và hôm nay quay trở lại thì cây táo còn là cái gì các vị? Còn chỉ là một cái gốc và một bộ rễ sắp tàn rồi. Thì cậu bé trong một vẻ mệt mỏi quay trở về kế bên cây táo. Cây táo buồn bã mới nói với cậu, hôm nay là trở thành người lớn tuổi rồi đó, già cả rồi đó, ta không còn trái để cho ngươi ăn. Thì cậu bé nói là, hôm nay con đâu còn răng nữa mà để ăn những cái táo. Thì lúc đó cây táo mới nói tiếp là, ta không còn cành nhánh và thân xác để cho ngươi phải đóng thuyền, đóng bè làm nhà nữa, mà để cho ngươi tận dụng nữa. Thì lúc đó cậu bé mới nói, con đã quá mỏi mệt với cuộc đời rồi, đâu còn cần thiết mấy chuyện đó nữa. Bây giờ con cần một chỗ ngồi yên, trong an lành, trong thảnh thơi, trong vững chãi. Lúc đó cây táo mừng trong nước mắt và nói lên một lời cuối cùng: này cậu bé năm xưa, hãy ngồi lên gốc của ta đi. Ta còn một cái gốc để có giá trị cho ngươi ngồi đó. Và lúc đó cậu bé mà hôm nay là một ông già, ngồi trên một cái gốc cái áo vững chãi và cảm thấy an lành. Các vị hiểu ra được điều gì trong câu chuyện này? Ai là cây táo và ai là chúng ta? Nhưng mà có những người cũng đang là cây táo ở đây, có phải không ạ? Ở trong đây cũng có rất nhiều cây táo đã trụi cành, trụi lá và trụi thân rồi, chỉ còn cái gốc và bộ rễ không mà không biết. Những người đã làm cậu bé có hiểu được điều này không nữa à? Hiểu không? Tôi thấy ở đây trái tim ai cũng rực lửa yêu thương về mẹ hết, chắc là hiểu sâu sắc lắm, phải không? Tôi tin chắc rằng như vậy đó.
Cho nên các vị biết, đừng để điều này xảy ra trong hối tiếc nha các vị. Đỗ Trung Quân ông có làm một bài thơ, ông nói là: con không để một ngày kia khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, con hoảng hốt trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Đây là một cái bài của Đỗ Trung Quân, rất dài nhưng bốn câu dẫn nhập bằng bốn câu này. Ông không bao giờ ông nói rằng để một ngày khi mẹ mất mà mình giật mình khóc, mà mình tiếc nuối thì điều đó hối hận lắm. Và ông cho một thí dụ rất là hay: những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ, phải không các vị? Ngày xưa trước thời kỷ nguyên, có một triết gia hình như là Heraclit á, Hemorit gì đó, ông có nói một câu là: chưa ai tắm hai lần trên một dòng sông, có phải không ạ? À? Câu nói đó trở thành một triết gia nổi tiếng cho đến ngày hôm nay, đó là một triết gia của người Hy Lạp. Như vậy hôm nay khi chúng ta thấy Đỗ Trung Quân không mang cái nghĩa triết lý đó, mà mang nghĩa rằng một đời này khi mẹ mất đi có tìm lại được không các vị? Phải không? Mẹ mất đi là không bao giờ tìm được. Mà một cái bài hát nào đó là mỗi người chỉ gì? Chỉ một mẹ thôi, có đúng không? Mất đi rồi không bao giờ tìm lại được. Đây là điều mà chúng ta mới thấy được cảm nhận sâu sắc. Cho nên chúng ta mới cảm nhận được thấm thía là cái giá trị trong cuộc đời khi còn có mẹ. Tôi nói ở đây để gợi lên các vị những cái tình cảm này, những ý niệm này. Tôi biết các vị chưa nói ra thành lời như tôi, nhưng lòng các vị đã sắp sẵn những ý này, lòng các vị đã chứa đầy những cảm giác này. Nhưng tôi là người nói hộ cho các vị, còn các vị đã chứa đầy tất cả những cảm giác yêu thương, những cảm giác nhớ nhung, những cảm giác bâng khuâng về mẹ. Tất cả các vị đã như thế rồi. Cho nên tôi nói như thế để các vị thấy được rằng một sự thật trong cuộc đời như thế, tình cảm của người mẹ đối với chúng ta sâu sắc lắm. Như vậy chúng ta thấy được rằng khi còn có mẹ hạnh phúc trong cuộc đời của ta, mà mẹ là người có bao giờ biết tính kể với chúng ta bất cứ một hành động nào không các vị? Có không? Có người làm mẹ nào mà nói: tao ngày xưa tao nuôi cho mày á, mua một bộ đồ 5.000 tao ghi vô sổ á, tao á hồi đó nuôi mày 10 giả gạo tao ghi vô sổ, tao mua cho mày một đôi hoa tai ghi vô sổ, mai mốt mày á có chồng rồi này kia cái nọ làm ăn được mày phải trả tao. Có không? Có bà mẹ nào làm chuyện đó không? Chưa bao giờ có trên thế gian, chỉ có tôi nói thôi chứ không có chuyện đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái điều đó là một sự thật mà người ta mới nói rằng là cha mẹ nuôi con như biển hồ gì lai láng, rồi gì nữa, tuyệt vời vô cùng. Các vị hay sao đâu, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, là điều tôi mới nói. Đó là sự thật, một sự thật. Trước khi các vị nhìn hiểu được, các vị hãy nhìn hiểu một cậu bé này nha. Tôi kể cho các vị nghe một cái mẫu chuyện ngắn này mà các vị sẽ thấy được rằng phản ánh đâu đó nó có những cái lúc mà ích kỷ của chúng ta đối với đấng sanh thành. Một hôm bà mẹ đang nấu ở trong bếp, đang nấu cơm chuẩn bị buổi cơm trưa cho một đứa con. Thì lúc đó đứa con trai mới còn nhỏ thôi, 5-7 tuổi gì đó, mới chạy vào gặp mẹ. Và khi chạy vào, cậu ta mới cầm theo một cái bảng liệt kê các vị. Từ sáng đến giờ cậu ta làm những gì cậu ta đã viết hết trong đây. Và cậu ta bắt đầu tính với mẹ nha: thưa mẹ, hôm nay mẹ phải trả con khoản tiền này. Bắt đầu cậu đưa cho mẹ, mẹ đọc: sáng nay con cắt cỏ giường cho mẹ $5, hôm nay con biết tự chăm sóc rửa mặt cho mình $1, hôm nay con đi học được cô giáo khen tặng là bao nhiêu đô la đó, rồi hôm nay á con biết thế này ngăn học tủ của con biết để đàng hoàng không tung vải các nơi là bao nhiêu xu. Cậu liệt kê một dọc như vậy,
và cậu đọc, đọc lên. Chỉ có ngày hôm nay thôi đã nghe. Nên là tôi đọc ở trong đó tôi thấy nhiều lắm mà tôi không nhớ liệt kê là cái gì mà mấy chục đô la như vậy. Sau khi người mẹ đọc xong rồi, người mẹ mới lật ngược tờ giấy lại. Người mẹ mới viết rằng 9 tháng 10 ngày mang thai con miễn phí. Dắt từ bầu sữa nuôi con trong một khoảng thời gian dài miễn phí. Những tã lót cho con, quần áo, tất cả mọi thứ cho con miễn phí. Những đêm con bệnh tật, mẹ ngồi thức suốt đêm canh con, từng thang thuốc, từng viên thuốc, từng cái rờ nóng, từng cái này kia miễn phí. Và tất cả mọi thứ cuộc đời của con đến hôm nay mẹ để miễn phí. Các vị thấy được điều gì? Chúng ta có làm cậu bé bao giờ chưa? Các vị không biết có chưa, nhưng mà tôi có. Tôi có. Thật ra những điều đó rất là bình thường thôi. Một đời trẻ thơ chưa có một cảm nhận này. Nhưng mà lấy từ trẻ thơ làm bài học cho chúng ta, các vị mới thấy được mẹ đối với con tất cả là miễn phí. Cho nên cái câu mà mẹ thương con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, rất là chính xác. Và ở đây tôi mới chia sẻ với tất cả những người không còn mẹ. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời, có đúng không ạ? Đừng nói là tôi thấy tôi mất mẹ, đời tôi được tự do. Thỉnh thoảng có những người rất ít và rất ít, thỉnh thoảng cảm thấy rằng mất một sự ràng buộc này cảm thấy tự do. Nhưng mà các vị có thấy rằng tự do để được cái gì? Khi mà chúng ta không cần mẹ nữa, khi chúng ta đi vào cuộc đời không có đôi tay chăm sóc của mẹ, chúng ta sẽ thấy được rằng một manh áo, một mảnh quần, một chén cơm của cuộc đời đối với ta đều có tính toán cả. Không ai cho chúng ta một chiếc áo đẹp, không ai cho chúng ta một cái quần lành, không ai cho chúng ta một chén cơm mà không tính toán. Các vị hỏi những người đã từng ăn cơm của người, từng mặc áo của người khác, người ta phải trả giá bằng cái gì? Hỏi thử đi. Có hỏi điều này chưa? Cho nên người ta mới nói những người đã thấm thía được khi không có mẹ bên cạnh, hay là khi mình không cảm nhận được tình mẹ, mình bỏ ra đi, mình mới thấy cuộc đời nó hất hủi và nó chua chát với mình. Người ta mới nói rằng cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn. Hay cái chỗ này, mình muốn ăn người ta một chén cơm, mình muốn mặc của người ta một chiếc áo, tất cả cái đó nó có cái giá phải trả bằng thân xác, bằng sự cực khổ, bằng tâm hồn, bằng một cái gì đó không ai cho chúng ta không cả. Chỉ ăn không là với mẹ mình thôi. Chúng ta thấy rằng ví dụ bây giờ chúng ta sống ở nhà, chúng ta gần gũi mẹ, chúng ta lỡ ngủ quên, chúng ta ngủ tới 8 giờ thức dậy, có cơm ăn không các vị? Có ai vô mà đánh gọi chúng ta nói là mày ngủ trưa quá, mày làm sao mà trễ nãy giờ giấc tao không? Không có chuyện đó. Nhiều khi chúng ta ngủ quên 8-9 giờ thì mẹ nói à con ơi, con gái gì mà ngủ tới trưa rồi, thức dậy này kia. Nói như vậy là nói yêu thôi. Nhưng mà thật sự khi trong cuộc đời chúng ta làm cho người khác, chúng ta thử ngủ trễ một điều rồi chúng ta coi coi chúng ta ăn cái gì. Mình ngủ với mẹ mình ở nhà đó thì mình thức dậy trễ, con ơi thức dậy ăn cơm nè, ăn cơm rồi đi làm hay là đi học gì đó. Nhưng mà đi làm cho thiên hạ đó, trễ quá mà nói là con ơi thức dậy là ăn chổi chà chứ không có cơm đâu các vị. Các vị phải thấy được điều đó. Nhớ là điều này nha. Vì vậy cho nên người ta nói là mẹ ơi vạn nẻo đường đời, có đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đây là sự thật. Cho nên tôi muốn nói rằng các vị có một nguồn hạnh phúc trong tay, các vị có cả một gia tài yêu thương bên cạnh, nhưng mà đôi khi chúng ta không biết giữ gìn. Tôi mong rằng các vị phải trân trọng và giữ gìn được
một cái tài sản quý báu này đừng để mình tiếc nuối. Các vị nên nhớ là như vậy. Và những người làm con phải cảm nhận được điều này cho sâu sắc. Cho nên tôi chia sẻ với những người mất mẹ. Tôi biết khi mất mẹ đó là câu này tôi được nghe từ thầy tôi. Thầy cũng là cha sinh ra tôi. Và sau này tôi lớn lên được đi tu học cũng là từ một người thầy. Thầy tôi mồ côi từ thuở còn nhỏ, mồ côi cha từ lúc 3 tuổi và mồ côi mẹ từ lúc 11 tuổi. Như vậy cuộc đời mồ côi cả cha mẹ từ lúc 11 tuổi. Và thầy tôi nói một câu là: con ơi, cuộc đời khổ nhất là mồ côi đó con à. Người ta thiếu gì mình thiếu nấy. Đây là câu tôi nghe được từ những người mồ côi, là thầy tôi nói, là cũng là cha tôi. Tôi thấm thiết câu này vô cùng các vị. Và riêng cảm giác của tôi rất sợ điều này. Nhưng điều này cũng sẽ xảy ra với tôi hay là với tất cả các vị. Ai rồi cũng sẽ một lần để cảm nhận được điều này. Hỡi trời cao xa thẳm, có nghe rõ lời tôi. Từ trần gian cát bụi, tôi đã mất mẹ rồi. Xin thưa với các vị, cái nỗi lòng này người ta nói là chỉ trời cao mới thấm được cái trái tim và nỗi lòng của những người mất mẹ. Các vị nên nhớ điều này. Ngày xưa tôi có làm một bài thơ, mà thơ tôi thì thơ con cóc không à. Tôi để chia sẻ cái cảm giác này với những người mất mẹ. Tôi tặng cho những ai cài bông hồng trắng vào mùa Vu Lan. Và tôi làm 8 câu như thế này: hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền, người cài trên áo đóa trinh nguyên. Mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ, nhớ dáng thân thương của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ lòng thương mẹ khổ triền miên. Công mẹ sanh thành như đại hải, bủa khắp trăm sông khắp mọi miền. Đó là tôi tặng tất cả những người mất mẹ. Cho nên đây là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với những ai mất mẹ. Một tình cảm thiêng liêng sâu sắc nhất mà suốt cuộc đời còn lại không có cơ hội nữa. Không có cơ hội nữa. Nhớ vậy. Vu Lan đến thương người cài hoa trắng, trần gian buồn lại thêm kẻ mồ côi. Đây là những cái câu mà vào mùa Vu Lan rất thấm thía, rất ngọt ngào, nhưng mà lại làm nhói lòng trái tim của những người mất mẹ. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng, các vị khi còn cha còn mẹ, chúng ta nên phụng dưỡng một cách chân tình, để có những điều đặc biệt xảy ra trong cuộc đời là: một điều duy nhất là luân lý đạo đức chúng ta không vi phạm. Bởi vì người làm cha làm mẹ không bắt các con phải hiếu thảo với mình bao giờ. Cha mẹ chỉ muốn đây là một cái nghĩa vụ thiêng liêng, và tự con hiểu, tự mẹ hiểu mà thôi. Và tự làm theo cái thúc đẩy của trái tim, chứ không phải làm theo yêu cầu. Phải không? Phải nhớ kỹ, người làm con phải phụng dưỡng cha mẹ theo trái tim, chứ không phải phụng dưỡng yêu cầu. Nếu chúng ta đợi người làm cha làm mẹ yêu cầu để chúng ta phụng dưỡng, điều đó không có đâu các vị. Nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa mà tất cả chúng ta đều thể hiện được trái tim của mình. Các vị hãy làm cho trọn vẹn cái nỗi lòng của một người làm con. Bây giờ các vị thực hiện cái hiếu đạo này, để thứ nhất chúng ta không lỗi đạo làm con, thứ hai chúng ta không vi phạm một luân lý đạo đức của cuộc đời, thứ ba chúng ta tránh đi một nhân quả mà sau này chúng ta phải gặp. Nhưng mà nhân quả thì tôi không đặt nặng, bởi vì nếu sợ nhân quả mai này mà mình đã làm thì chưa chân thật lắm. Mà tôi muốn tình cảm này nó xuất hiện từ một trái tim của các vị. Thật sự là các vị làm sống dậy, làm ấm lại từ nguồn máu mà bao nhiêu năm về trước mẹ mình đã nuôi cho mình. Đây là điều quan trọng tôi muốn nói. Thành ra khi các vị hôm nay, nếu những ai còn có mẹ mà trong đời mình là con trai, mình là con gái, mình đã từng ngại nói với mẹ mình những điều mà mình đã sai lầm, thì hôm nay hãy về và thực tập điều này, để các vị sẽ cảm thấy một sự hạnh phúc lớn trong cõi lòng mà lâu nay các vị đè nén.
các vị hôm nay khi mà những ai có lỗi hay không có lỗi đều như thế cả. Dịp này là dịp để tha thứ và xóa nhòa đi tất cả những ký ức đau thương mà chúng ta và người thân gặp phải. Các vị hãy về và ngồi bên mẹ yêu. Chúng ta nhìn vào mẹ, chắc tôi nghĩ những bà làm mẹ ngỡ ngàng lắm khi thấy điều này. Tại sao từ bao lâu nay nó chưa làm điều này một cách nhẹ nhàng và thấm thiết, hôm nay nó làm nó tính móc túi tôi nữa hay gì đây? Nhưng mà sự thật, hôm nay chúng ta không phải móc túi, mà chúng ta làm để móc cõi lòng của mẹ mình đó, móc lên một ký ức mà giữa mình với mẹ mình đã từng chôn vùi bao nhiêu năm. Và các vị ngồi đến, các vị hỏi rằng: mẹ ơi, mẹ có biết không? Chỉ hỏi một câu thôi, các vị đã làm cho tất cả các bà mẹ ngỡ ngàng trước câu hỏi chúng ta. Nhưng mà câu hỏi này các vị hãy hỏi bằng một cách từ tốn, thương yêu và nhẹ nhàng. Đừng nói là mẹ biết gì không. Nói như vậy nó mất đi một cái ý nghĩa thiêng liêng liền. Mà chúng ta hãy nói là: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Và người mẹ sẽ tự nhiên có một cái sự chánh niệm trở lại liền, để nghe coi biết gì. Và các vị nói cái này: mẹ biết không, biết rằng con yêu mẹ lắm không? Tôi nghĩ cái câu này mẹ sẽ có thể nói là: bà cha mày, ha bố mày, ha tổ cha mày. Nhưng mà những câu đó từ một cái sự ngọt ngào, sung sướng không thể tả xiết từ những trái tim của bà mẹ. Trong đời đôi khi những bà mẹ thèm khát được các con chỉ nói lên một câu là: con biết yêu thương mẹ. Các vị nên nhớ, có suốt đời của những người làm mẹ làm cha không bao giờ nghe được một đứa con nói với lời này. Nhưng mà nó có thể nó nói với bạn nó có thể nói với người yêu nó ngàn lời vạn lời tha thiết thấm thiết, mà nó không dành cho mẹ nó là người sanh ra nó được một lời nữa. Các vị có phải vậy không? Mong rằng ngày Vu Lan hiếu thảo, các vị sẽ làm lại một thâm tình. Một thâm tình này tôi nghĩ là một nhân tố để đi suốt đoạn đường của một cái kiếp làm người, chứ không phải là làm một nhân tố của mùa Vu Lan không. Các vị có đồng ý tôi chỗ này không? Tức là hãy làm. Cảm ơn các vị. Chúng ta làm suốt một đoạn đường của một cái người làm người. Cho nên những người đã còn mẹ thì hãy làm điều đó. Và ngày này chúng ta làm như vậy thì dầu chúng ta có làm khổ mẹ, khổ cha, làm cái gì đó bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng được xóa sạch ngày hôm nay. Và tình cảm này là những người mẹ sẵn sàng dành cho con. Lúc nào cũng chực hờ, chỉ cần con mở một lời thôi là người mẹ đã ôm con vào lòng, đã thông cảm và tha thứ tất cả. Nhưng vì các con phần lớn cái tự ái, cái bản ngã, cái kiểu hiểu chưa tới, nó đã làm ngăn cách mà những người làm con không nói được những điều này. Và những ai đã mất mẹ, chúng ta có hối hận về những gì quá khứ, mà khi mất mẹ rồi chúng ta không có một cơ hội để chúng ta có thể thổ lộ và thưa với mẹ, hay là sám hối ăn năn với mẹ rằng con đã một lần như thế như thế. Thì các vị hãy đối diện trước cái hương linh của mẹ, các vị nói lên tất cả bằng trái tim: mẹ ơi, năm nay mùa Vu Lan về, con đi chùa, con cúng Phật, và con nguyện con sám hối tất cả những gì quá khứ con đã gây ra một cách lầm lỗi, vô tình hay cố ý với mẹ. Xin mẹ ở trời cao chứng giám cho con, và con nguyện cầu Phật gia hộ cho hương linh của mẹ được cao đăng Phật quốc. Con chỉ làm lại tất cả những gì mà con có thể làm được trong một cái lòng hối hận của con. Dầu các vị chỉ làm trong một di ảnh của người mẹ, nhưng các vị vẫn xứng đáng là một người con đó các vị. Dầu điều đó là trong di ảnh, các vị nên nhớ như vậy. Thành ra Vu Lan là một cái cách mà gợi ý lại cho chúng ta rất hay, nói lại thâm tình và làm chúng ta tăng trưởng lên cái sự hiếu thảo, cái lòng báo ân. Và một xã hội mà cái cảm giác này được nuôi trong lòng là một xã hội đẹp. Một xã hội sẽ không có những bà mẹ phải than trời trách đất về những người con bất hiếu, sẽ không có những ông cha phải, những gia đình phải lận đận vì những đứa con dạy không nghe. Tất cả những điều này tôi nghĩ rằng các con nghe được điều này,
hay là người làm mẹ dạy con được điều này, gia đình chúng ta trở nên hòa thuận, êm ấm một cách đẹp lắm các vị. Có những người từng nói với tôi như vậy: sự nghiệp của con như vậy nè thầy, nhưng mà nếu đổi lại một đứa con hư, con sẵn sàng đánh đổ tất cả. Các vị có nghe người ta nói như thế chưa? Đổi lại một đứa con hư, người ta sẽ đánh đổi tất cả một sự nghiệp người ta tạo này. Như vậy ở các vị cần phải dạy con mình như thế nào? Người ta nói một câu là dạy con thì sao? Rồi tiếp theo câu sau các vị nói dạy con thì từ thở còn thơ, dạy vợ thì từ thở ban sơ mới về. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói ngay cái chỗ dạy con. Từ nhỏ các vị dẫn các con đi chùa, các vị dẫn cho con coi từng cái những cái đoạn truyện mà hay về gương hiếu thảo, hiếu học. Rồi các vị dạy cho con từ những cái cách biết lễ giáo, biết lễ nghi. Từ nhỏ mà những người mẹ đừng quên điều đó, thì tôi chắc chắn rằng các vị không có những đứa con đáng tiếc. Nhưng mà các vị có tiền quá, các vị cho con nè, chơi điện tử nè, đâm gì, đó, bắn đi, siêu nhân nè, tất cả những cái đó. Nó vừa chơi xong là nó ra nó thủ võ với má nó liền, phải không? Những việc làm đó là rất là bình thường chơi thôi, nhưng mà những hạt giống đó không đẹp vào lòng các con. Các vị phải chọn cho con mình những cuốn sách nào cần đọc, các vị sẽ chọn cho con mình những cái nào cần chơi. Các vị đừng nghĩ là có tiền là nuôi con là xứng đáng với người mẹ, để rồi sau này những hạt giống từ ban đầu mà quân tập không đẹp, thì sau này các vị đừng nói là cả gia sản này tôi đổi một đứa con. Nói như vậy là muộn màng. Đồng ý tôi điều này không? Tôi mong rằng mỗi mùa Vu Lan sang là nhiều bông hoa hiếu thảo nở rực cả vườn hoa nhân loại. Và tôi mong rằng mỗi một người mẹ đều hạnh phúc trong những ngày này, khi có những đứa con ngoan, những đứa con biết quay về trong vòng tay yêu thương của mẹ. Trước khi kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin tặng cho các vị bốn câu thơ mà tôi đã được học đâu đó. Tôi không biết tác giả là ai, nhưng tôi cảm thấy nó hay hay mà tôi muốn trao đổi với các vị. Bốn vần thơ như thế này: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Để một mai khi rớt cánh hoa hồng, khỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Hôm nay với cái thính chúng mà ủng hộ tôi đông như thế này, tôi muốn ngâm cho các vị bốn câu này, các vị có chịu không? Tôi thì xưa nay trong bài giảng các vị chưa thấy tôi ngâm thơ phải không ạ? Nhưng mà cái này thuộc về là xúc cảnh thành thơ. Các vị đông về, các vị ủng hộ nhiệt tình quá, buộc tôi tự nhiên nó nên thơ à. Này là phá lệ nha. Có hay cũng ủng hộ mà có dở cũng ủng hộ nha các vị. Bốn câu thôi. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nhé không. Để một mai khi rớt cánh hoa hồng, khỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Xin chân thành cảm ơn những sự ủng hộ của các vị. Thì trước khi kết thúc bài giảng hôm nay, thì cũng kính chúc các vị trọn hưởng một mùa Vu Lan của năm Đinh Hợi tròn đầy an vui hạnh phúc, và sống trong một niềm hiếu thảo với cha với mẹ,
và có những người con luôn luôn nào cũng biết kính trọng đấng sanh thành để thế gian này biến lại trở thành một nơi trang nghiêm an lành, và để đừng bao giờ có những người mẹ, người cha phải rơi nước mắt về đau khổ về con. Chúc toàn thể gia đình của mỗi cá nhân đều được hạnh phúc vuông tròn trong tình hiếu đạo của mùa Vu Lan. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật đại đức giảng sư, qua 90 phút đại đức là vị Phật tử thành phố Cần Thơ họ quan tâm về đạo giảng của Phật học để ban cô lời pháp nghĩa cử cao đẹp của đại đức. Xin thay mặt cho tăng ni Phật tử thành phố Cần Thơ nói chung cùng Phật học nói riêng, xin chân thành cảm nhận Phật tử nghĩa cử cao đẹp của đại đức và nhân mùa Vu Lan kính chúc đại đức được dồi dào sức khỏe, thân tâm được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật thể quý vị hướng về